Chính quyền của Tổng thống Putin độc tài toàn trị đã đưa ra sắc lệnh là nghiêm cấm mọi người, cơ quan truyền thông độc lập hay bất cứ ai không đưa ra những cái tin nguồn chính từ thông tấn xã của Nga. Nếu mà đưa tin thì bị những cái lệnh trừng phạt. Và điều này để cho thấy rằng cái sự khác biệt giữa tin tức từ Ukraine và Nga. Ông Tổng thống Zelensky sáng ngày hôm nay cũng mở cuộc họp báo, và bên những việc mà họp báo hàng ngày ông thường thực hiện, có khi một ngày ông lên đến 3-4 lần, và một số nơi thì người dân vẫn xem được truyền hình, nghe được đài phát thanh, mặc dầu hệ thống truyền thông của Ukraine bị Nga tấn công. Nhưng mà ngay lập tức họ nối lại được liền, và kể cả Internet nữa, cho nên không qua truyền hình, không qua phát thanh thì cũng lên được Internet, bởi vì Elon Musk của Tesla cũng đã cung cấp Starlink, hệ thống Internet bằng vệ tinh cung cấp cho Ukraine. Và ngày hôm qua cũng tin vui, hai bên đã nói chuyện với nhau, ông Zelensky cũng nói chuyện với Elon Musk, và ông gửi lời cảm ơn với sự hỗ trợ của Elon Musk. Và Elon Musk cũng hứa hẹn là Ukraine sẽ chiến thắng và Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Ukraine để chiến thắng. Mà trong đó công rất lớn là đến từ Elon Musk đồng ý để cung cấp. Và nếu không có cái hệ thống Starlink của Tesla, của Elon Musk á, thì người dân Ukraine bây giờ không có Internet được. Và đó là lý do những cái cuộc biểu tình lớn diễn ra ở Nga là do những cái thông tin trái ngược như thế này. Bên phía người Nga đó thì họ nhận những cái thông tin trên mạng nó hoàn toàn khác với những tin tức từ phía Nga đưa ra. Hãng truyền thông chính thức của Nga đó, họ nói rằng Nga chết hàng loạt. Con số mới nhất ghi nhận được đó là trong một ngày 1.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Vậy mà trong cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng lại nói rằng chỉ có vài trăm thôi. Họ theo dõi tin tức của CNN, Fox News hoặc là MSNBC từ Hoa Kỳ, ABC, những nguồn chính thống đó, thì họ thấy những cái báo cáo từ Ukraine nó về nó khác hoàn toàn với những cái thông tin bưng bít. Tin tức từ vùng chiến thuật, vùng chiến trận đưa về từ Nga đó thì nó nhỏ giọt. Trong khi họ nhận được không biết bao nhiêu hình ảnh, tin tức từ Ukraine, không qua những cái thông tin chính.